Hello, và hôm nay bạn Ngọc Tha Thu sẽ làm món yến trân hả? Yến trân cách thủy đúng không? Đúng. Rồi, nào yến nào. Đây, đây là 100g yến tươi đúng không? 10g lộn, 10g. Rồi, bỏ vô. Chúng ta sẽ lấy 10g yến tươi. Bỏ vô cái tô. Tô. Làm gừng. Mình gừng sẽ cho vài lát gừng để khử được cái mùi tanh của yến. Thì mình sẽ bỏ vào. Bỏ vài sợi, nó sẽ có mùi thơm. Cả luôn á. Và kèm theo đường phèn đúng không? Đường phèn khoảng 2 muỗng canh đường phèn. Ai thích ăn ngọt thì cho 1 kg. Còn ăn bừa thì 2 muỗng. Đúng không? 10g yến sẽ tương đương với lại khoảng 300ml nước lọc. Ta sẽ đổ vào tô. Nhanh lên chứ làm gì mà chậm vậy. Các bạn nào muốn uống lỏng hơn thì thêm xíu khoảng nửa lít. Nhưng với mình thì mình muốn đặc ngon hơn thì mình cho khoảng 300ml. Rồi. Đây là thau chuẩn bị. Rồi mình sẽ chuẩn bị khoảng nửa lít nước đổ vào son để chân cách thủy. Rồi. Sẽ bỏ cái tô này vào trong son nước. Đổ nước rồi phải không? Đổ nước rồi. Xong mình sẽ bỏ lửa. Mình chân cách thủy khoảng tầm 15 phút. Rồi bỏ lửa lên. Bao nhiêu độ? Để 650 mấy hả? Để 650 cũng được. Để cao quá thì nó sẽ bị dễ bị khô nước. Đóng nắp rồi mình sẽ đóng nắp lại. Bao nhiêu phút? Khoảng từ 15 phút là vừa. Đừng có để lâu quá nó sẽ bị nát yến và nó sẽ bị lỏng. Rồi là chờ 15 phút đúng không? Đúng. Ok. Rồi. Sau 15 phút thì cũng đã chín. Đây là thành quả. Múc ra, múc ra. Lấy cái giá. Múc ra chén. Với đúng lượng nước của mình cho nên là nó sẽ cho ra một mẻ yến đặc và rất là ngon nha mọi người. Nhanh lên, bạn làm y như bình thường nhé. Bổ sung mỗi ngày một ly yến nhỏ để tăng sức đề kháng. Đây là kết quả. Một là bao nhiêu? Một 10g chứ. 10g là bao nhiêu tiền? 10g yến tươi này với giá khoảng 300.000 đồng. Là làm sạch rồi đúng không? Để làm sạch lông. Ủa ơi, thấy cái mũi của Mỹ lên. Cho hướng dẫn cách uống không? Mời mọi người cùng thưởng thức.
Trời ơi nó ngon. Ok, vậy là xong đúng không? Xong mở tủ lạnh chứ, để nguội. Múc ra để nguội. Chúng ta sẽ để nguội và mình sẽ chế vào một cái bình hoặc là một cái chai, xong mình bảo quản vào tủ lạnh được khoảng 2 ngày tới 3 ngày.